15 cây cầu đó là tới nay là an toàn rồi chị. Coi thấy câu. Tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
đòi hỏi rất nhiều từ cái công việc của bạn, thì em cũng và các đệ tử của bạn đi theo những cái người mà muốn đăng ký để đi mở mắt, đi tới nhà từng nhà để mình biết cái cuộc sống của người ta ra sao, cái thu nhập của ta như thế nào, và mình mới cho người ta đi mở mắt. Mở mắt từ thiện là dành cho những người nghèo không có tiền để mở mắt ngày hôm nay của bạn tỉnh ở đa số là bà con ở các tỉnh miền Tây. Tôi xin thay mặt cho chương trình Mắt Thương Nghiệp Cuộc Đời nhân ngày hôm nay có đôi lời với bà con. Thưa vị quý bà con, hôm nay là ngày 16, chương trình Mắt Thương Nghiệp Cuộc Đời Canada hỗ trợ cho chúng ta có cái chuyến mổ mắt ngày hôm nay. Chúng tôi là những người mà được nhận cái sự giúp đỡ của quý ân nhân đóng góp để giúp cho bà con có những cái đôi mắt sáng để phục vụ cho bản thân của quý vị, để giúp ích cho gia đình của quý vị. Chúng tôi cũng rất là vui mừng. Hôm nay ở đây, trước hết tôi xin thay mặt cho Điểm Mắt Thương Nghiệp Cuộc Đời xin chân thành cảm ơn đội ngũ y bác sĩ tại khu điều trị mắt kỹ thuật cao rất là tận tình, rất là chú đáo để thực hiện tốt những cái ca mổ mắt cho quý vị. Con tên là Tô Thị Diệu Liên, con ở Canada, người trong đó về đây đi xin được điều trị vào năm 2018. Và năm nay con rất là may mắn tổ chức được một cái đợt mổ trong cái lần con về đây. Cho nên con mấy hôm nay con rất là đau đớn, là để sáng hôm nay con được đến đây một tiếng trong quá trình nhận được một ngày. Và sáng hôm nay con đến con rất là xúc động, và tại vì con thấy mình nhắn được lâu từ dưới lầu phòng lời phòng tám và phòng nhiệt trên lầu, và con biết mình phòng và có cảm nhận như là những gì đây là những bậc cha mẹ của con khi già yếu cần sự giúp đỡ của các đứa con của mình, và con cảm thấy rằng con là những đứa con được về đây và được chăm sóc cái sức khỏe đó, và con rất cảm ơn sự có mặt của mọi người. Ở đây là trong mỗi phần thuốc tôi đi đưa cho bà con là nó có 6 viên thuốc, là uống 3 ngày, sáng 1 viên, chiều 1 viên, ăn no rồi uống. 3 ngày thuốc này nó không có trị bệnh gì cho mình, nó chỉ kháng viêm và giảm đau con mắt thôi. Những bà con có bệnh gì ở trong nhà, cách 2-3 tiếng mình vẫn uống thuốc ở nhà bình thường nha.